Thiếu niên ca hành chi Nam Minh Ly Hỏa dẫn truyện Nam Quyết, Tịch Vân Thành. Pháp trường. Phải trên ngàn người mặc giáp nhẹ binh sĩ, tay cầm trường thương, vây pháp trường một vòng lại một vòng. Mặc dù như thế, lại vẫn không ngăn được nhóm quần chúng nhiệt tình. Ngoài vòng vây, dân chúng đến xem náo nhiệt hết đám này đến đám nọ, có người thậm chí còn chuẩn bị mấy cái dương hòm gỗ, đem chúng đắp thành một cái đài cao, bọn họ trèo lên đó, xem cảnh tượng nơi xa. Ở giữa pháp trường, có một tòa đài gỗ hôm qua vừa mới vội vàng dựng lên, trên đài gỗ có treo một cái bảng, chữ trên đó viết ba chữ Trảm Quyết Đỉnh. Bốn người đao phủ để trần thân trên một thân thịt mỡ, phân biệt đứng ở bốn góc đài gỗ, ánh mắt hờ hững, chỉ còn chờ hành hình quan trên đài ném xuống thẻ lệnh thiêm, liền vung trường đao trong tay. Này một đao, hôm nay nhất định phải chảm sao cho thật đẹp. Bởi vì trên đài cao, trên cả hành hình quan, có một cỗ kiệu mái vàng dừng ở đó. Là Thiên Tử Thánh Giá. Nửa tháng trước, hắn chỉ là một nhàn tản vương gia trong mắt người ngoài, nhưng bởi vì Tiên Đế băng hà một cách ly kỳ, vị vương gia này nhờ vào di chiếu mà nhận đế vị, đã trở thành Nam Quyết Hồng Thiên Đế. Mà lúc này, quỳ gối tại Trảm Quyết Đình, trên người trói đầy xiềng xích nam tử, lại là đã từng là thái tử của Nam Quyết Ngao Ngọc. Hắn bị phán định mưu phản, Tiên Đế băng hà đột ngột bởi vì hắn hạ độc. Bên cạnh Thiên Tử Thánh Giá, hầu cận hai người. Một người mặc áo tím mãng bào, sắc mặt âm trầm, một tay cầm phất trần, râu tóc bạc trắng. Lữ Trung Quan, còn chưa đến canh giờ sao? Hồng Thiên Đế lười biếng nói, mãng bào nam tử kia ngẩng đầu nhìn trời, trả lời. Sắp. Nhưng mà bệ hạ, Thiên Tử Thánh Giá xuất hiện ở trên pháp trường, từ lúc chúng ta khai quốc đến nay, đây là lần đầu tiên. Ái Khanh có ý gì sao? Hồng Thiên Đế xoa xoa mi tâm. Điềm không tốt, nên lui. Mãng bào nam tử nhẹ giọng nói. Hồng Thiên Đế tựa đầu, dựa vào một bên, hơi nheo lại đôi mắt. Vậy liền chờ thêm một khắc. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn, chết ở trước mặt ta. Ngao Ngọc quỳ trên Trảm Quyết Đình, đầu nặng nề mà rũ, tựa hồ đã hờ hững không quan tâm tới những việc phát sinh sau này. Hắn từng là một người vô cùng kiêu ngạo, tính cách là kiểu được làm vua thua làm giặc, nếu thua, nhận chết là được. Mấy vị đao phủ trên trán cũng đã hơi thấm thấm mồ hôi, bọn họ liếm liếm môi, nghe bên ngoài ồn ào náo động, tay nắm đao cũng đã hơi chút nhè nhẹ run. Chém chưa? Chém chưa? Những thành dân bị chặn ở phía ngoài đám người, không thấy được cảnh tượng bên trong nhốn nháo hỏi. Chưa đâu, chưa tới giờ. Vài người đứng trên đài hô đáp với người phía dưới. Đừng chen, đừng chen. Lát nữa quan hành hình sẽ kêu mà. Có người bị chen lấn tới chịu không nổi, nhịn không được nữa mắng to. Ngao Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười trầm thấp, không nghĩ đến mình kiêu ngạo một đời. Vậy mà lúc sắp bị chém, cư nhiên lại bị người khác coi giống như con khỉ mà vây quanh lên xem. Hắn lắc đầu nói. Thật là buồn cười, thật buồn cười, ha ha ha. Quan hành hình nhìn lư hương bên cạnh một cái, cây hương kia cuối cùng cũng sắp đốt hết, hắn cũng không muốn chờ nữa. Thánh giá của thiên tử đang ở phía trên mình, hắn không muốn có xuất hiện cái gì sai lầm. Hắn không do dự giơ lên trong tay lệnh thiêm, cất cao giọng hô, canh giờ đã đến. Đứng ở Tây, Nam, Bắc ba hướng đao phủ dẫn đầu nâng trường đao trong tay lên, nhẹ nhàng vung lên một cái, liền thấy Trảm Quyết Đình ba mặt mảnh cuốn phủ xuống, hoàn toàn che khuất cảnh tượng bên trong. Vây xem nhóm người dân nhốn nhao kinh hô, quát, thế nào lại còn có màn che? Chỉ có phía đông là không có màn che rơi xuống, có thể từ nơi đó xem cảnh tượng trong đình. Bởi vì đối diện nơi đó là hướng của quan hành hình. Hồng Thiên Đế rốt cuộc bỏ đi bộ dáng lười biếng kia, hắn đang mở to hai mắt mà nhìn, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Ngao Ngọc ngẩng đầu lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy căm hận. Hận ta đi, cháu ngoan của ta. Hồng Thiên Đế cắn răng nói. Có bản lĩnh thì biến thành lệ quỷ, lại tìm đến ta mà báo thù. Nói xong bốn chữ canh giờ đã đến, lại nhìn thấy ba mặt mảnh cuốn đã rơi xuống. Quan hành hình rốt cuộc đem lệnh thiêm cầm trong tay ném ra ngoài. Đao phủ đứng ở phía đông đi tới bên cạnh Ngao Ngọc, giơ lên trường đao trong tay, gầm lên một tiếng,
ngay sau đó chém xuống. Một đao này nhất định muốn chém phải tốt, chém tàn nhẫn, làm thiên tử hiện tại xem cho rõ thực lực của đệ nhất đao phủ Nam Quyết. Nhưng vào lúc này lại có một đường ánh sáng bạc hiện lên. Chỉ nghe một tiếng phanh, khối lệnh thiêm kia đang ở trên không bị chém đến nát bét, sau đó liền thấy một cây trường thương màu bạc trực tiếp dừng trước Trảm Quyết đỉnh. Áo đen nữ tử từ trên trời đáp xuống, chân đạp trên đuôi ngọn thương, ngạo thị một chúng binh sĩ nơi đây. Lệnh thiêm bị hủy, với đao phủ mà nói lại không quan hệ. Hắn trường đao đã chém xuống, mắt thấy liền sắp chém rớt đầu Ngao Ngọc. Lại có một cái bóng đỏ nhanh nhẹn tiến đến Trảm Quyết đỉnh, một thanh trường kiếm ngăn trước đỉnh đầu Ngao Ngọc, trường đao trong tay đao phủ kia roi xuống, đứt gãy không phải là đầu Ngao Ngọc, mà là trường đao trong tay hắn. Này, đao phủ kinh hãi, đều lui ra đi, giọng một người trẻ tuổi vang lên, sau đó kiếm quang chợt lóe, bốn gã đao phủ đều từ trong Trảm Quyết đỉnh bay thẳng ra ngoài. Kia mấy bức vải mảnh cũng liền đó bị chém nát bấy. Nhóm người dân vây xem ở phía ngoài càng thêm hưng phấn hào hứng lên, có người hô lớn, cướp pháp trường, cướp pháp trường. Bọn họ xô đẩy nhau, muốn tiến lên phía trước xem cho càng thêm rõ. Mấy cái binh sĩ vây thủ pháp trường bắt buộc phải vung trường thương trong tay lên, phẫn nộ quát, đều lùi lại cho ta. Hồng Thiên Đế sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, trầm giọng nói. Bọn họ là ai? Là thuộc hạ, dư nghiệt của Ngao Ngọc à? Không phải. Cây thương kia rất có tiếng. Lữ Trung Quan nhíu mày. Ngân Nguyệt Thương, chủ nhân trước đây của nó là Thương Tiên Tư Không Trường Phong, sau lại truyền cho con gái của hắn cũng là năm đó. Một thương vì Bắc Ly Vĩnh An Vương mở ra Thừa Long chi lộ Tư Không Thiên Lạc. Nếu ngươi đã nghe qua tên của ta, vậy liền đến xem ta thương pháp một lần đi, tiếp chiêu. Tư Không Thiên Lạc bỗng nhiên từ đuôi thương nhảy xuống, duỗi tay một cái, rút ra trường thương, nhảy một cái, nhắm thẳng Thánh Giá Thiên Tử trên đài cao chỗ kia mà đi. Nam Quyết Quốc Sư hơi lùi lại, đứng dựa vào bên cạnh Thánh Giá. Mà Lữ Trung Quan vung lên tay phải, chóng lên một bộ trường giáo, hắn đạp ra phía trước một bước, vung tay ngăn lại một thương này của Tư Không Thiên Lạc. Xem ra đệ nhất thái giám của hai nước Nam Bắc đều là các nhân vật lợi hại. Tư Không Thiên Lạc nghiêng người một cái, né tránh trường tiếp theo của Lữ Trung Quan, sau đó chém ra một thương. Lữ Trung Quan đưa ngón tay, ở trên thân trường thương kia lại chạm nhẹ một cái, hai người thân hình liền lướt qua nhau. Tư Không Thiên Lạc cúi đầu liếc nhìn Hồng Thiên Đế một cái, bốn mắt nhìn nhau là lúc, Hồng Thiên Đế hơi sửng sốt. Ta, hình như, đã gặp qua nàng ở đâu đó. Quốc sư đứng một bên khẽ thở dài. Hài gia. Bệ hạ, hiện tại cũng không phải là lúc thất thần đâu. Trước một cây tiêu giao thiên cảnh thương, không có ai có thể chắc chắn nói là sẽ thắng đâu. Mặc dù Lữ Trung Quan thất thủ, nhưng mà còn có quốc sư ở đây mà. Hồng Thiên Đế sắc mặt nhưng thật ra không thay đổi. Quả nhân, có gì phải sợ đâu. Mà ở trong Trảm Quyết đỉnh, vị thiếu niên mặc một thân phượng hoàng hỏa, nhẹ nhàng mà xoay một chút trường kiếm trong tay, liền đã đem khóa trên người Ngao Ngọc các loại xiên xích, cắt nát, hắn cười hỏi. Ngươi chính là Ngao Ngọc à, sao mà không giống như ta từng nghe nói lắm. Ngao Ngọc đứng lên, rũ xuống trên người mấy cây xích đứt, nhíu mày nói. Ngươi nghe được là nói Thái tử Ngao Ngọc, hiện giờ, ta là tử tù Ngao Ngọc, đương nhiên là không giống nhau. Thiếu niên quay đầu lại nhìn một lượt đám binh sĩ đang vây đi lên mà lại không dám thật sự động thủ, nhún vai nói. Được rồi, được rồi. Ngươi mặc phượng hoàng hỏa, tay cầm một trong thập đại danh kiếm, tầm kiếm, ngươi chính là Lôi Vô Kiệt. Ngao Ngọc hỏi. Lôi Vô Kiệt vung trường kiếm trong tay một chút, gật đầu nói. Không sai. Ta chính là Lôi Vô Kiệt. Ngươi ở Nam Quyết, cũng nghe tới mấy chuyện của ta sao? Ngao Ngọc nhíu mày nói. Nếu ngươi tới đây, vậy đại biểu cho. Từ từ, ngươi hiện tại đừng nói hắn, nói ta đã. Mấy người giang hồ Nam Quyết đều nói ta như thế nào? Có nói ta về sau nhất định phải là kiếm tiên hay không? Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi. Ngao Ngọc nghiêm mặt hỏi. Hắn ở đâu? Tại sao hắn muốn đến cứu ta? Hắn cố ý đến nhục nhã ta đúng hay không? Lôi Vô Kiệt che đầu nói. À, cái thứ nhà ngươi, ngươi có nghe ta nói cái gì trước không hả? Ta,
Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên im bặt, bởi vì hắn cảm giác được có một cổ cực kỳ cường đại hơi thở xuất hiện phía sau lưng hắn. Hắn nhanh chóng quay đầu, liền thấy được một vị nam tử mang mặt nạ đứng đó. Mặt nạ của nam tử này vẽ một cái gương mặt tươi cười, chỉ là vẽ hơi qua loa, như là từ tay trẻ con vẽ lên. Lôi Vô Kiệt sừng sốt, liền lập tức nghĩ đến một cái tên. Tiếu Thiên Tử. Ngươi là Tiếu Thiên Tử. Tiếu Thiên Tử, xếp ở quan tuyệt bảng của Nam Quyết, tuyệt thế cao thủ. Tiếu Thiên Tử phát ra một loạt tiếng cười cạc 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 cạc, không có trả lời, chỉ là bàn tay vừa lật, trong tay liền nhiều thêm một thanh loan đao, sau đó huy một đao về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vung kiếm lên đỡ, trực tiếp bay ra vài chục trượng có lẻ, hắn không khỏi cảm khái nói. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại. Tiếu Thiên Tử cầm đao đuổi theo, hai người một chốc đã giao thoa mười mấy chiêu, càng đánh càng cách Trảm Quyết Đình càng xa. Quan Hành Hình lúc này rốt cuộc phản ứng lại rồi, hắn hướng những binh sĩ phía dưới hô to, nhân lúc hiện tại, giết Ngao Ngọc. Một đám binh sĩ liền lập tức vung đao vọt lên. Ngao Ngọc hừ lạnh một tiếng, đang muốn vận khí, nhưng lại trực tiếp nôn ra một ngụm máu đen, hắn căm hận nói. Miên xà độc chết tiệt. Vào lúc này, bên người hắn chợt thổi đến một trận thanh phong, theo sau đó là một bộ thanh y xuất hiện, hai người bốn mắt nhìn nhau, một cái mang đầy ý cười, một cái căm hận trừng mắt. Thanh y nam tử kia lại nhẹ nhàng tiến về phía trước vài bước, chắn trước mặt Ngao Ngọc, sau đó nhẹ nhàng vung trường côn trong tay lên, đem một đám binh sĩ tất cả đều đánh nằm rạp trên mặt đất, hắn ngạo nghễ nói. Tầm thương binh sĩ, không cần tiến đến chịu chết. Nếu có cao thủ, đến đây thử xem. Ngao Ngọc gằn từng chữ một mà quát. Tiêu. Sở. Hà. Ngươi đã đến. Hiện giờ ta kêu Tiêu Sắt. Tiêu Sắt xoay người, nhẹ nhàng quay một chút gậy gộc trên tay, sau đó phe phẩy vạt áo. Nam Quyết các ngươi đúng là quá nóng. Thời điểm này ta ở Tuyết Lạc Sơn Trang còn có thể mặc áo lông chồn đâu. Ngao Ngọc tức giận nói. Ngươi vì sao tới đây? Ngươi là tới nhục nhã ta à? Đúng vậy. Ta có bốn phương tứ đại thủ hộ, ngươi có lại có bốn phương tứ đại đao phủ, đương nhiên là muốn tới nhục nhã một phen. Tiêu Sắt sâu kín mà nói. Ngươi. Ngươi. Tiêu Sắt. Ngươi được lắm. Ngao Ngọc nắm chặt nắm tay. Nhưng ta còn là đến thực hiện lời hứa. Tiêu Sắt giơ lên trong tay Vô Cực Côn, nói với Ngao Ngọc. Chúng ta năm đó lập ra Thiên Tử Chi Ước. Thank you.